Alo, người bên Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị khán giả gần xa. Thưa bà con và các bạn, hôm nay lại là câu chuyện phiếm chuyện xưa chuyện nay một tí. Không biết là chuyện xưa thì nó có liên quan gì đến chuyện nay không, nhưng mà bên Hải thì thấy nó có một cái gì na ná, nó có một cái gì tựa tựa. Cũng có lúc lên đến ngôi huy hoàng rồi và sau đó là chịu với một cái kết thúc cục bi thảm của một vị vua. Đây, chúng ta nói đến một cái vị vua của nhà Trần. Thế thì nói đến cái lịch sử của các đế vương nhà Trần thì sử sách có thống kê đến coi là có 12 người. Cộng với hai ông vua là Giản Định Đế và Trùng Quang Đế của thời hậu Trần nữa là khoảng 10, là có tổng số có 14 hoàng đế. Tuy nhiên trong danh sách này là bỏ qua một vị vua, không được người đời thừa nhận, thậm chí là còn bị gọi là kẻ tiếm ngôi lạm quyền. Đây là vị tiếm ngôi làm loạn đấy. Vậy thì nhưng mà dù sao thì hắn ta cũng là một vị vua đấy, gọi đây thôi. Dù bị phân biệt đối xử như vậy nhưng mà dù vẫn là được là một vị vua. Thế thì vị vua này lại được lên ngôi một cách chính thức đấy, bảo là tiếm ngôi lạm quyền làm loạn nhưng mà lại được lên ngôi một cách chính thức là trở thành hoàng đế thứ 8 của nhà Trần. Đấy, thế vị hoàng đế này là có tên là Trần Nhật nhưng mà lại bị sử sách gọi là kẻ tiếm ngôi lạm quyền, là người của hoàng thất nhà Trần, nhưng thế lại bị gọi là Dương Nhật Lễ. Trên thực tế thì ông vua này chưa bao giờ mang họ Dương, nhưng mà theo như sử sách chép lại thì Nhật Lễ mới có ý định đổi lại họ Dương cho mình. Đấy là theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thế thì như vậy thì nên gọi là Trần Nhật Lễ hay là gọi là Dương Nhật Lễ? Thì theo sử sách ghi chép lại thì rất nhiều tư liệu thì cũng có thể nói thế này, là vua nhưng mà là Trần Nhật Lễ thì bị phế truất nên không có miếu hiệu, vì thế sử sách là ghi thẳng tên họ. Sử sách ngày xưa ấy, họ nói các vị vua thì họ là ghi miếu hiệu trang trọng tôn nghiêm lắm, nhưng mà riêng với Trần Nhật Lễ thì lại không ghi, là không có miếu hiệu mà, không ghi là Trần Nhật Lễ mà ghi hẳn là Dương Nhật Lễ. Trên danh nghĩa thì Nhật Lễ là con thứ tư của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, tức là con trai trưởng của vua Trần Minh Tông. Thì mẹ là ai thì không rõ tên nhưng mà thường được gọi là Vương Mẫu. Đấy. Thế thì cái thân thế của vị vua này được sử cũ ghi lại là đại loại là Nhật Lễ là con của người phường Chèo tên là Dương Khương, của phường Chèo Kép Hát ấy. Đấy, tên là Dương Khương. Thì mẹ Nhật Lễ gọi là Vương Mẫu thì bởi vì có cái lúc diễn trò, diễn kịch, diễn sướng ấy thì bà mẹ của Nhật Lễ này là hay đóng cái vai Vương Mẫu trong cái chuyện là Vương Mẫu Hiến Bản Đảo. Đấy. Do đó thì lấy luôn cái tên Vương Mẫu ấy làm hiệu. Thì được mời vào cung ấy thì là diễn, biểu diễn cho hoàng gia xem. Thế này thì vua Trần nhìn thấy, trông thấy bà ấy đẹp thì mới đem lòng yêu mến lấy về làm vợ. Đấy, tức là dục thích sắc đẹp của nàng bèn lấy về, đến khi sinh con nhận làm con của mình. Đó là ghi rõ trong cái quyển cuốn là Đại Việt Sử Ký Tiền Biên. Còn cái sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ấy thì cũng ghi rõ là trước kia người phường trò kép hát tên là Dương Khương, diễn tích Tây Vương Mẫu dâng quả bàn đào, vợ hắn đóng vai Tây Vương Mẫu, Cung Túc Vương Nguyên Dục cảm nàng đẹp lấy làm vợ. Khi nàng đang có mang rồi sinh ra Nhật Lễ, Nguyên Dục nhận làm con mình. Đấy. Thế thì Nguyên Dục
chính là tên họ tên cúng cơm của ông vua Trần Dụ Tông. Thế về sau này là vì Trần Dụ Tông này vì say đắm tử sắc quá nên là mắc bệnh chết sớm. Ông ấy mất ở Tẩm Điện vào ngày 25 tháng 5 năm 1369, thọ 33 tuổi. Thế thì sử ký cũ thì có ghi lại ngày vua sắp băng không có con trai nối ngôi, xuống chiếu đón nhật lễ vào nối đại thống. Ngày tháng 6, ngày 10 mưa to gió lớn, ngày 15 hoàng thái hậu hiến từ sai người đón nhật nhật lễ là con của cố Túc Vương Dục vào nối vào lên ngôi, đổi hiệu làm Đại Định năm thứ nhất. Đó là được ghi trong cái cuốn cuốn là Đại Việt Sử Ký Tiền Biên. Thế thì về sau này còn là cái sách Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca có cái đoạn chê trách quyết định của vua Trần Dụ Tông như thế này. Bên này xin trích trích cho một đoạn thế này là: truyền ngôi cho đứa ưu nhân để dương nhật lễ tiếm Trần dựng lên, thói nhà hài hước đã quen, tiếng hòa nhịp phách hát chen cung đàn. Đấy, ý là ông vua đến lúc sắp chết rồi nhưng mà có cái quyết định ngu tối gọi con nhà kép hát, gọi con hát Phường Chèo về là nối ngôi. Thực ra thì tuy là có cái di chiếu của Trần Dụ Tông nhưng mà nhật lễ thì dương nhật lễ lên ngôi thì thực ra cũng không dễ dàng gì nếu như mà không có cái sự đảm bảo của, không có cái sự ủng hộ của một cái bà Thái Hậu. Đấy, bà Hoàng Thái Hậu là Hiến Từ, thì cũng trong cái quyển Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì viết là khi Dụ Tông mất không có con kế tự, có để di chiếu cho nhật lễ lên ngôi, quần thần bàn rằng Cung Định Vương phủ có là người hiền nhưng anh không lẽ lại kế tự em. Thái hậu bảo quần thần rằng Nguyên Dục là con trưởng ngành đích, không được làm vua mà lại mất sớm vậy thì đưa nhật lễ chẳng phải là con của Nguyên Dục ư? Bèn đón nhật lễ, nhật lễ đã lên ngôi, truy tôn Nguyên Dục làm Hoàng Thái Bá. Thế thì ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Dậu, tức là năm 1369, nhật lễ vì tôn cái bà Hoàng Thái Hậu Hiến Từ làm Hiền Từ Tuyên Thánh Hoàng, à Thái Hoàng Thái Hậu. Đấy, thế nhưng là ban đầu thì như thế nhưng mà về sau này thì nhật lễ lại tìm cách là giết hại chính cái người đưa mình lên ngôi. Thì sử chép rằng có người nói là hát chèo vô loài, là kép hát vô loài, dám mạo nhận để được lên ngôi báu. Lúc này Thái Hậu lấy làm hối hận lắm. Đấy, cái tư liệu này được trích trong Việt Sử Tiêu Án. Thế thì để cho đến là cuối năm Kỷ Dậu 1369 ấy, nhật lễ nghe nói bà Hiền Hiền Từ Thái Hoàng Thái Hậu thường than thở hối hận vì đã đưa hắn lên ngôi, bèn sai người đầu độc mà giết chết. Đấy, trên danh nghĩa là hắn phải gọi bằng bà nội Thái Hoàng Thái Hậu đấy. Thế thì sau khi giết chết Thái Hoàng Thái Hậu Hiển Từ rồi thì nhật lễ ngày ngày rượu chè dâm dật, chăm sự chơi bời hay bày ra các trò tạp kỹ thân cận xuồng xã với lũ tiểu nhân, hàng ngày chỉ vui chơi thích các trò tạp kỹ, muốn đổi lại họ Dương. Đấy, muốn đổi lại họ Dương cho mình. Thế thì bất bình với cái việc này của nhật lễ thì các quý tộc nhà Trần thì phản đối, nhưng mà không dám phản đối ra mặt nên mới lập là nhiều nhiều hoàng thân quốc thích quan tướng để một lật đổ nhật lễ đi để dựng ông vua khác. Nhưng mà âm mưu bị bại lộ ấy, thì nhiều cái âm mưu, nhiều cái hành vi của các quý tộc nhà Trần ấy thì đều bị nhật lễ đàn áp giết hại. Thế cái vụ lớn nhất là sự kiện xảy ra vào tháng 9 năm 1370.
Thì sử cũ có chép là mùa thu tháng 9 ngày 20, Thái tể Nguyên Trác cùng con là Nguyên Tiết giết Nhật Lễ không được, bị giết. Đêm hôm ấy, cha con Nguyên Trác cùng hai người con của công chúa Thiên Ninh đem 10 tôn thất vào thành định giết Nhật Lễ. Nhật Lễ trèo qua tường, nấp dưới cầu mới. Mọi người lùng không thấy, giải tán ra về. Khi trời sắp sáng, Nhật Lễ vào cung chia người đi bắt 18 người chủ mưu. Bọn Nguyên Trác đều bị hại. Đấy là có ghi lại như thế ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thế thì trước những cái diễn biến đó thì bố vợ của Nhật Lễ, tức là cung định vương Trần Phủ, sợ mang vạ vào thân thì mới trốn ra khỏi cung. Thế mà mặc dù ông này, ông ấy không muốn làm vua. Ngày trước lại bàn là ông bàn cho ông, người ta bàn đưa ông ấy lên là lên ngôi vua, nhưng mà bảo anh kế tự em thì không được, không hay, ông không muốn làm vua thì ông ấy thì lại rất là sợ mang họa vào thân bởi Nhật Lễ, thì ông mới trốn ra khỏi cung. Thế thì chẳng ngờ lại được các hoàng thân quốc thích, các quan các tướng lại đón ông ấy về lập làm minh chủ rồi tôn làm vua, tức là vua Trần Nghệ Tông. Trên đường đi trốn chạy thì được lập làm vua là được Nghệ Tông. Thì cái việc này là sách để đánh lại Nhật Lễ mà, phải không? Thế Đại Việt Sử Ký Tiền Biên ấy thì ghi lại những cái sự việc này là khi ấy Nhật Lễ chuyên dùng Trần Ngô Lang mà không biết Ngô Lang đồng mưu với vua, tức là chỉ ông Trần Nghệ Tông đấy. Mỗi khi sai quân tướng đi đánh bắt, Ngô Lang đều bí mật bảo họ theo vua đừng về nữa. Rồi rất nhiều lần sai các quân Nam Bắc đi đánh đều không có một ai trở về. Khi quân của Trần Phủ, tức là ông Trần Nghệ Tông ấy, tiến về bao vây Thăng Long, Ngô Lang lại khuyên Nhật Lễ đầu hàng. Lúc này là biết khó chống lại rồi thì Nhật Lễ cởi bỏ hoàng bào xin nhường ngôi để đảm bảo tính mạng, nhưng vẫn bị giam ở trong ngục chờ ngày xem xét về tội trạng. Trước đó vào ngày 13 tháng 11 năm Canh Tuất, Nhật Lễ bị phế truất xuống làm Hôn Đức Công. Đấy, thế là tính từ lúc làm vua cho đến ngày bị phế, Nhật Lễ, Dương Nhật Lễ lên ngai vàng được hơn một năm với niên hiệu là Đại Định. Thế sau này là khi mà biết mình lâm vào cảnh ngộ bi đát như vậy thì là do quá tin dùng võ tướng Trần Ngô Lang. Vì thế thì tên Dương Nhật Lễ này thì mới tìm cách trả thù. Thế là một hôm thì mới gọi Nhật Lễ mới gọi Ngô Lang vào trong ngục và nói rằng ta có lọ vàng chôn ở trong cung, ngươi đi lấy về đây giúp. Thế thì Ngô Lang mới quỳ xuống tuân lệnh. Thì Nhật Lễ là lợi dụng cái việc là Ngô Lang đang quỳ đấy, nhảy đến là bóp cổ Ngô Lang cho đến chết. Đấy, cháu của Trần Ngô Lang là Trần Thế Đỗ đem chuyện ấy tâu với Đức Vua, tức là Trần Nghệ Tông. Vua sai đánh chết Nhật Lễ và con của hắn là Liễu, đem chôn ở núi Đại Mông. Đấy, việc này thì được ghi ở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. À, thế là cái này thì ở thế kỷ 14 cơ. Có một cái loại con nhà phường chèo kép hát, con nhà thằng hề, bắt đầu là lợi dụng cái việc là gì, mù quáng của ông vua thì bắt đầu tiếm ngôi làm loạn, cướp mất ngôi của nhà Trần. Nhưng về sau cũng vất vả gần một năm trời thì bắt đầu là quý tộc nhà Trần mới lấy lại được ngôi và lập ông Trần Phủ, tức là ông Trần Nghệ Tông lên ngôi. Thế thì ngày nay thì cũng có một cái chuyện rất là hay. Có một cái thằng con của Việt Nam Cộng Hòa, nó có tên là Hề Lũ. 14 năm từ Mỹ trở về thì không biết là với bằng cái cách nào. Cái bằng cách nào thì Biên Hải không có nghĩa vụ phải chỉ ra và cũng chẳng cần bình luận nữa, nhưng mà nói sơ sơ thế này, không biết cách nào nữa là hắn lại trở thành nghệ sĩ ưu tú.
Đấy là cái thứ nhất. Trở thành nghệ sĩ ưu tú rồi thì hắn lại trở thành một cái nỗi khiếp đảm của giới trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ai mà muốn có show diễn, muốn có đất sống ở showbiz phương Nam ấy, thì phải được sự gật đầu, sự bảo trợ của anh Hề Lũ. Thế thì nghiễm nhiên trong cái giới showbiz và giới truyền thông phương Nam ấy, thì hắn đã trở thành một vị vua. Và buộc họ, buộc những ai mà muốn đi theo con đường nghệ thuật là phải tôn thờ nếu mà có miếng cơm, miếng cháo để mà ăn. Đấy. Thế thì ngoài ra thì với một cái vỏ bọc hết sức là hoàn hảo thì Hề Lũ lại còn là thần tượng của bao nhiêu người, là thần tượng của rất là nhiều khán giả, rất là nhiều công chúng. Khi hắn còn là một người thanh đạm. Thanh đạm lắm. Nói thẳng là thanh đạm giả tạo. Thế thì bao nhiêu các video clip úp lên mạng về cái cuộc sống đời thường của vị vua Hề Lũ, với một cái bộ quần áo nâu sồng, rồi là cổ cấn khoăn khăn rằn, rồi là bữa ăn rất là đạm bạc, cơm trắng cá khô. Thế thì đúng là gợi ra một cái sự thương cảm, là một sự cảm phục của bao nhiêu khán giả, bao nhiêu công chúng. Ở một khía cạnh khác ấy, thì người ta là lại được Hề Lũ, xem ra là Hề Lũ đã phủ lên một tấm màn hầu đồng ma mị. Đằng sau vẻ thanh đạm là một cái sự xa hoa khủng khiếp của Hề Lũ. Bởi vì xung quanh hắn lúc nào cũng có hàng chục đấy nam thanh nữ tú quây quần hầu hạ như một ông hoàng. Đúng là bây giờ hắn là một vị vua rồi, đúng không ạ? Như một ông hoàng. Chả biết là như thế là ở đâu tiền ở đâu ra mà anh ta xây một cái cơ sở gọi là buôn thần bán thánh, lấy một cái tên là nhà thờ tổ, với cái giá thành lên hàng trăm tỷ đồng đấy, để làm cái nơi buôn thần bán thánh, để lừa bịp người đời và ăn thịt những cái con mồi mê muội. Đặc biệt là còn khi là còn bắt tay lại với một tên lang băm lại buôn thần bán thánh giống y như nhau. Thế có một cái điều rất là nực cười. Có một điều rất là nực cười là tên Hề Lũ này vốn là người dân công giáo, nhưng mà bây giờ lại trở thành là một người thờ đạo mẫu. À, thế thì anh ta được bà tổ mẫu, bà quốc mẫu, tam tòa thánh mẫu nhập vong để cho hắn ta bắt đầu là hóa thần hóa quỷ, rồi bắt đầu là bắt đầu lên đồng uốn éo để làm thịt những con mồi. Là những cái con mồi của hắn thì ngoài là những cái giới trẻ nam thanh nữ tú thì muốn dấn thân vào cái con đường nghệ thuật ấy, phải đi hầu hạ nịnh nọt thôi, phải không? Thế thì ngoài ra lại còn có cả cái gì nào, là các đại gia, các thương gia, các thần y, thậm chí mà cũng có thể có cả giới nhân sĩ trí thức thì chắc là cũng không thiếu. Là cái đấy thì còn chưa nói làm gì, cái rất là nghiêm trọng của một cái tên vua Hề Lũ này là bịt mắt, che mắt và qua mặt được không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu thành phần trong xã hội trong một cái khoảng thời gian hàng 14 năm, từ khi anh ta bỏ thiên đường tự do của Chúa, đó là nước Mỹ ấy, để trở về Việt Nam trở thành một thánh mẫu hầu đồng. Thật là trớ trêu. Từ một cái con chiên của Chúa bây giờ trở thành là lập ra một cái tòa nhà thờ tổ, nhưng mà lại đến lúc là lập đền ra để mà lập đền
lập phủ lập đền ra để mà hầu hầu đồng thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Thế thì không biết là cái tôn giáo của anh ta thế nào. Thế thì nói thật thì cho đến bây giờ ấy, sau những cái vụ va chạm và vụ vạch mặt ra, bây giờ thì 2 năm rõ 10 rồi, vải thưa thì không che được mắt thánh, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Đấy, có lẽ là cái vở hài kịch lớn nhất của cuộc đời của anh Hề Lũ đến đây đã khép lại. Khép lại cuộc đời của một vị vua Hề. Nhắn nhủ tới vua Hề là cái gương xưa của Dương Nhật Lễ còn tày đình ra đó. Không hiểu là thời này người ta có thể dùng cái nhục hình như là thứ nhất là thứ nhất là tước bỏ danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, cái hai nữa là không biết cả bố cả con bị đánh chết rồi đem ra chân núi mà chôn như ngày xưa không thì như như lệ xưa của nhà nước phong kiến không thì biên ải không biết. Nhưng mà đến vở kịch này có lẽ đến đây là cũng là đến hồi kết. Biên ải xin trân trọng kính chào quý vị, kính chào các bạn.